Hi, chào tất cả các bạn đến với kênh Đẹp Cây Chưa TV nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi khám phá cái khu vui chơi trẻ em gia đình ở chỗ cái công viên gia đình đó các bạn. Thì đây là cái khu vui chơi cho dành cho trẻ em nè. Thì giờ mình cùng tất cả các bạn đi vào cái khu vui chơi gia đình này khám phá nha. Đó. Thì hiện tại là có mấy bạn đang ở đây nhảy à? Đâu nhảy ở đâu? Nhảy rồi sao không thấy nhảy hết rồi nhảy. Đó. Thì ở chỗ đây thì buổi chiều nên là người mà đi qua lại đây nó cũng không có được đông lắm. Bên ngày thì ai cũng lo tranh thủ đi làm ăn hết rồi, nên là chắc là có thể là bên đêm thì ở cái khu này nó sẽ đông đúc hơn. Bởi vì ở trong khu vực Sài Gòn này nó khác xa với ở cái khu vực Quy Nhơn, cái nơi mà mình ở. Thì cái nơi Quy Nhơn thì lúc nào cũng đông và vui nhộn. Thì bởi vì dân ở trong khu Quy Nhơn Bình Định thì trong đó thì họ chủ yếu là đi làm bên nghề hoặc là bên đêm. Nói chung là bên nghề bên đêm này, nói chung có người này đi làm, có người kia không có đi làm. Thì nên là ở Quy Nhơn lúc nào cũng có một số người dân ở đó họ đi làm, còn một số thì họ không đi làm thì họ đi chơi du lịch, nên là nó rất là đông. Còn ở đây đa số là họ làm việc rất là nhiều đó các bạn. Mình cũng hỏi thêm là ở đây họ đa số là họ đi làm việc rất là nhiều. Một người có thể làm một lúc tới 2-3 công việc, 3-4 công việc một lúc đó các bạn. Nên là ban ngày là đa số họ tranh thủ thời gian để họ đi làm công việc hết rồi. Chủ yếu là họ đi chơi từ vào đêm thôi. Thì mình xin nhắc lại thì đây là cái chỗ mà cái khu vui chơi dành cho trẻ em ở chỗ khu công viên gia đình nha các bạn. Chung khu này khá là rộng lớn nè. Khu này dành cho trẻ em vào đây chơi khá là tốt đó các bạn. Giờ mình đi vào lúc buổi chiều nên cái người vui chơi ở đây nó không có được nhộn nhịp cho lắm. Đi vào bên đêm thôi. Nếu các bạn đến đây vào lúc bên đêm thì sẽ khá là vui được các bạn. Chỗ đây thì bên đêm thì cũng có rất là nhiều nhóm ra đây tập nhảy rồi. Thì hiện tại ở trước đây bên kia thì cũng có cái nhóm đang tập nhảy đó các bạn. Đó. Khu này hình như là cái khu đây là mấy cái đồ chơi đây là đều chơi miễn phí hết, nên chúng ta có thể đến đây chơi khá là thú vị đó các bạn. Đó. Cái khu công viên này rộng mênh mông luôn các bạn. Trước mà cậu có nhóm đang tập nhảy à.
khu này khá là rộng luôn. Khu này mà nếu mà mình ở đây thì chắc cũng vẫn nên dẫn con cái ra đây họ chơi thì rất là sướng. Thôi chắc các bạn nha, cảm các bạn các video mình sẽ đi khám phá những nơi đẹp khác. Tới tiếp lần sau thì thôi, chào các bạn.